Xin kính chào quý vị khán giả của Tam Đa Media. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin Chào Buổi Sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới với thật nhiều năng lượng tích cực. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng ngày hôm nay. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn tất một đề xuất mà theo đó, vào ngày đón giao thừa sẽ cấm đốt pháo, các loại pháo hoa mạnh sẽ chỉ được phép đốt nếu có giấy phép hợp lệ. Đề xuất luật sửa đổi này sẽ được áp dụng ngay trong cuối năm nay. Theo các nhà phê bình thì cần phải có người quản lý theo dõi để lệnh cấm được tuân thủ. Tại SEC thì cơ quan thanh tra thương mại SEC chịu trách nhiệm kiểm soát pháo hoa và Bộ trưởng Halajic thừa nhận rằng người dân không tuân thủ những lệnh cấm đã được áp dụng nhiều năm nay. Cộng hòa Séc không thể giải ngân hết vài tỷ krun từ EU cho mục đích giáo dục kỹ thuật số. Nguyên nhân là do sự quan tâm đến các ngành học này rất thấp bởi sự quan liêu và điều này đồng nghĩa với việc Séc sẽ bị cắt mất nguồn tài trợ này. Ngoài ra, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã từ lâu cảnh báo Séc về vấn đề mờ ám trong quá trình phân phối hàng chục tỷ krun từ kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid, chuyển đổi xanh và chuyển đổi kỹ thuật số tại Séc. Các bãi rác chui đang gia tăng ở nhiều nơi trong Cộng hòa Séc, chúng cũng xuất hiện ngày càng thường xuyên ngay tại các thành phố. Ví dụ như Ihlava đang đau đầu về vấn nạn này. Tại các bãi rác chui có thể nhìn thấy đủ loại rác như lốp xe, bao bì nhựa và mỗi ngày nhân viên dọn rác phải dọn dẹp hàng chục những bãi rác như thế này. Sự việc đáng nghiêm trọng đến mức mà tại Ihlava đã phải thành lập một đội đặc biệt chuyên tìm kiếm và giám sát các bãi rác bất hợp pháp. Linh vật của hai Thế vận hội mùa đông Olympic và Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật Paralympic 2026 vừa được công bố tại lễ hội âm nhạc Sanremo Italia. Hai linh vật có tên là Tina và Milo đã được nước chủ nhà tiết lộ vào thời điểm 2 năm trước khi hai kỳ Thế vận hội chính thức khởi tranh. Tina, một em bé trồn màu tuyết trắng, là linh vật chính thức cho Olympic mùa đông Olympic, trong khi người anh trai Milo với bộ lông màu nâu sẽ là linh vật cho Paralympic mùa đông. Tên của hai linh vật được đặt theo tên gọi của hai thành phố chủ nhà là Cortina và Milano. Tai nạn thảm khốc xảy ra trong cuộc đua Esztergom Negyedvesi, Hungary ở đoạn giữa thị trấn Lapatán và Pajot ở phía tây bắc Hungary. Một chiếc ô tô bị mất tay lái trước khi lao vào đám đông khán giả đang tụ tập bên đường để xem cuộc đua. Theo cơ quan cứu thương quốc gia Hungary, 8 chiếc xe cứu thương và 4 máy bay trực thăng đã được điều động đến hiện trường. Ngoài 4 người tử vong, có 8 khán giả khác bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Hiệp hội đua xe thể thao quốc gia Hungary bày tỏ lời chia buồn tới người thân và thành viên các gia đình các nạn nhân. Họ cam kết sẽ hợp tác với chính quyền để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn ngay lập tức. Hàng nghìn công nhân từ các hãng thời trang lớn của tập đoàn Inditex đã biểu tình bên ngoài cửa hàng trên khắp Tây Ban Nha để yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn sau khi tập đoàn này báo cáo lợi nhuận kỷ lục và tăng cổ tức. Tại 7 thành phố của Tây Ban Nha, bên ngoài cửa hàng của Zara, Bershka, rất nhiều công nhân yêu cầu bù đắp cho sự hy sinh của họ. Các công đoàn viên muốn nhà bán lẻ cung cấp nhiều giờ hơn cho nhân viên bán thời gian và con số ngày nghỉ cuối tuần tối thiểu trong năm cho tất cả các nhân viên. Trong khi những công nhân có thâm niên làm việc trên 4 năm sẽ nhận được tiền thưởng thêm hàng năm cùng với nhiều phúc lợi hơn. Người dân trên khắp thế giới đã tham gia một chiến dịch thường niên mang tên giờ trái đất vào ngày 23 tháng 3. Sự kiện tắt đèn diễn ra trong một giờ đồng hồ nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Sự kiện tắt đèn thường niên do Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên khởi xướng từ năm 2007. Tòa nhà Empire State ở New York, Tháp Eiffel ở Paris cùng nhiều địa danh nổi tiếng khác đã tắt đèn để hưởng ứng giờ trái đất. Tại Hồng Kông, gần 4.000 công ty, tổ chức và tòa nhà đã tắt đèn để kỷ niệm sự kiện này. Tại Nhật Bản, tháp Tokyo cũng tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất. Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã công bố đồng phục cho các tình nguyện viên của sự kiện. Đáng chú ý, một lượng lớn trang phục này đã được sản xuất tại Việt Nam. Bộ đồng phục tình nguyện viên Olympic Paris 2024 được lấy cảm hứng từ con thuyền hải quân của Pháp với các dọc đen trên nền màu ngọc lam. Các tình nguyện viên sẽ được cung cấp một bộ áo phông, quần tây, tất, mũ chống nắng và một số trang phục đi kèm. Thiết kế độc đáo của bộ trang phục này được kỳ vọng sẽ giúp các tình nguyện viên dễ dàng nổi bật trong đám đông. Nhà sản xuất bộ đồng phục độc đáo này cho biết khoảng 53% số trang phục được sản xuất tại Pháp, phần còn lại được sản xuất tại Việt Nam. Trong ngày ra mắt, bộ trang phục đã nhận được rất nhiều lời khen từ các tình nguyện viên Olympic.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới vào ngày mai.